Đây, nếu mà để chấm cho cái sản phẩm này thì mình sẽ chấm trên thang điểm 10 thì mình sẽ chấm cho nó 7 điểm. Đây, quá là đẹp luôn đi. Tentis. Oh my god, mọi người nhìn thấy nó có kiểu bị phát sắc. Yêu ơi, nó bị kiểu rất đẹp ý. Hello mọi người, lại mình Rina đây. Như tiêu đề ngày hôm nay mọi người đọc thì chắc mọi người cũng biết là clip hôm nay sẽ nói về cái gì rồi đúng không? Và Tenten Tambourines. Nếu như ai mà là fan của Blackpink và là đặc biệt là fan của Jennie Blackpink thì sẽ biết đến cái tên của nhãn hàng này, Tambourines. Đây là một nhãn hàng về nước hoa và bao gồm có cả nước rửa tay rồi là kem dưỡng tay các thứ này kia, rất là nổi tiếng. Và Jennie có quảng cáo cho cái nhãn hàng Tambourines này nên là cũng rất là cháy hàng nha mọi người. Và bây giờ cũng unboxing thôi, let's go. Bây giờ mà mình mở ra thì mọi người sẽ cực kỳ sốc luôn, bởi vì là cái cách gói hàng của họ quá là đẹp luôn đi. Tentis. Oh my god, mọi người nhìn thấy nó có kiểu bị phát sắc. Yêu ơi, nó bị kiểu rất đẹp ý. Mọi người nhìn thấy không? Oh my god, quá xinh đẹp luôn. Trời ơi, nhìn gói hàng thật là đẹp, nhìn đẹp nhỏ. Yêu ơi, nhìn đẹp dã man luôn ý. Bây giờ không dám bóc ra. Đây là cái hộp cho mọi người. Và bên trong còn gì nữa không? Và bên trong được tặng thêm một cái chắc là nước hoa mini, nước hoa thử, nước hoa symbol gì đấy. Và đây là cái túi. Cái túi này là cho chiến dịch quảng bá lần này. Và bên này là một cái túi nhỏ hơn. Có gì nha? Có Jennie. Đây mọi người ơi, cái dòng đây là dòng nước hoa. Nó là nước hoa đó mọi người ạ, nhưng mà dạng nước hoa lăn ấy, nước hoa sáp ấy các thứ ấy. Đây, dạng này là dạng mà Jennie quảng cáo cho mọi người nha. Và đây là em nó. Tambourines. Đây. Đây không phải là cái mùi này, không phải là cái mùi đen này. Đây là cái mùi đen này, là cái mùi bán chạy bestseller của hãng này luôn. Nhưng mà cái mùi bestseller này thì mình đã mua dạng xịt rồi. Tí nữa mình sẽ unbox cho mọi người coi. Còn đây cũng là cái dạng mà Jennie đã sử dụng và post lên Instagram. Đây là một trong những cái mùi mà Jennie pick. Màu đen này là bán chạy nhất. Và tiếp theo đấy là màu đỏ và màu xanh là Jennie có up lên Instagram. Nên là mình đã pick cái màu đỏ này, tại vì mình thích. Đây, bây giờ cùng unboxing nha. Em cái lọ nước hoa khô này trước nha. Ui giời, sao khó mở thế. Định thế nên tiền mà mãi không mở được. Đây, đây rồi. Đây nha mọi người, hình của em nó sẽ như thế này. Và đầu của hãng thì có logo, có in logo của hãng luôn nha. Và đằng sau thì như thế này. Bây giờ mình sẽ mở nhé. Đây, bên trong nó sẽ là dạng sáp như thế này nè mọi người. Và mình sẽ vặn hết cỡ lên là xem cái sáp này nó sẽ cao đến đâu đây nhá. Nó cao phết nhỏ. Đây, đây nha mọi người, nó chỉ cao đến đây thôi nha. Bây giờ thì mình sẽ test thử em này ra tay nha mọi người. Đây, bởi vì nó là nước hoa dạng sáp ấy nên là họ dạy mình bôi ở đây nè. Như cho hơi cao quá hả? Thơm. Nhưng mà mình không biết là cái dạng nước hoa dạng sáp này thì nó có kiểu, bởi vì khi mà đi ra ngoài người ta, khi mà đi ra ngoài thì người đối diện của mình đi tạt qua thì đã ngửi thấy cái mùi nước hoa rồi. Nhưng mà không biết là liệu em này ai đi qua mình thì có ngửi được cái người nước hoa trên người mình không nữa. Em này thì để mình diễn tả cái hương thơm của em nó thì như thế nào nhỉ? Mình cũng không biết diễn tả như nào, nhưng mà nó là một mùi khá là sexy. Nhưng mà không phải kiểu choáng váng đầu óc đâu mọi người, nó không phải kiểu choáng váng đầu óc đâu nhá. Là một người, là một mùi khá là tinh tế, sexy, kiểu dạng mùi hoa kết hợp với một cái mùi gì đấy nhưng mình không rõ. Nhưng nó là mùi hoa khá là thơm, cũng được. Với giá thành của em này rơi khoảng tầm gần 50.000 won, là tính ra là tầm 1 triệu tiền Việt. Thì mình đánh giá là cũng được, sản phẩm packaging cũng rất là độc đáo. Kiểu như mọi người nhìn này, cũng độc đáo mà đúng không? Nhìn cũng đẹp, cũng sang mà. Và đặc biệt là có Jennie nên là cái mức độ sang của nó tăng lên, cái mức độ sang của nó tăng lên gấp bội mọi người ạ. Đây, nếu mà để chấm cho cái sản phẩm này thì mình sẽ chấm trên thang điểm 10 thì mình sẽ chấm cho nó 7 điểm. Tại vì là cái mùi hương thì độc đáo, ok, mình thấy không bị nhức đầu. Bởi vì mình là một người rất ít khi xịt nước hoa. Mình không phải là một người quá là thích nước hoa đâu mọi người ạ. Nhưng mà với cái mùi hương của em này thì không khiến mình bị đau đầu, nên mình cũng cho tầm 7 điểm. Bởi vì là
mình cho 7 điểm. Tại vì mình không biết là liệu mình bôi cái này ra ngoài đường thì có ai biết được mình đang bôi nước hoa không. Nhưng mà mùi hương này mình rất là thích. Bây giờ thì sẽ đến với em quan trọng hơn nha. Đây nha, ui nhìn nó đẹp nhở. Nhìn sao nó đẹp thế, em biết được không, bây giờ không dám bóc ra nữa. Dám bóc thì vẫn phải bóc thôi. Thôi, mình sẽ bóc cho mọi người. Một, hai, ba, tinh tinh. Ui, xin kê. Oh my god. Oh my god, what is this? Đây là tên của sản phẩm mình mua này. Cái này là Camo à? Đây là màu bestseller luôn nha mọi người. Bestseller của cái dòng nước hoa của Jenny quảng cáo luôn. Và đây là, có thể đây là mùa mà Jenny pick. Oh, giống nhau nè. Ui, nhìn cái vỏ của nó cũng sang xinh mịn ha mọi người á. Ui, nhìn nó sang quá trời luôn. Hết rồi nha. Ở bên trong không có gì hết. Đây, bên mọi người xem nha. Ui, mùi sèng đấy mọi người. Mình chỉ dám mua cái loại này là loại 10ml thôi. Có nghĩa là loại bé nhất ý. Là loại ít nhất rồi đấy. Bóc ra nha. Ui, đang bóc tiền đấy mọi người. Ôi trời ơi. Mình là một đứa không hề thích nước hoa luôn. Kiểu không đam mê nước hoa luôn. Không xịt nước hoa luôn. Tại vì mình rất là sợ cảm giác nhức đầu của nước hoa ấy. Thế mà mình lại mua đấy. Oh my god. Chưa ngửi được mùi nước hoa gì. Đây nha mọi người, packaging của nó sẽ như thế này. Đúng là 10ml khác hạt bé ha. Đây là chai nước hoa nha mọi người. Camo. Sao mình mua không? Mình không phải là một đứa đam mê nước hoa. Mình từ bấy giờ mình nói mấy lần đấy. Mình mua tại vì là có Jenny. Tại vì mình thắc mắc xem là mùi hương của nó như thế nào ấy. Tại vì Jenny sử dụng mà. Nên mình cũng biết là mùi hương sẽ như thế nào. Bây giờ mình sẽ thịt thử nhé. Từ từ đã, phải đợi một lúc cho mọi người nhé. Lúc mình mọi người ngay sẽ bị sốc, sẽ bị sặc ấy, mình vừa bị sặc xong. Mùi em này là một mùi sang. Ồ, mình đã biết rồi, tại vì là ở đây có rất nhiều mùi nhưng mà mùi này là mùi bestseller. Thứ nhất chắc cũng có thể là bởi vì là Jenny là người pick nó. Nhưng mà thật sự mùi này trong những cái mùi mình ngửi đấy thì mùi này là sang nhất thật sự luôn. Cá nhân mình thì mình thấy là mùi này là sang nhất. Mình không biết tưởng tượng cho mọi người là cái mùi của nó như thế nào nhá. Nhưng mà mùi của nó sang được, cũng không bị kiểu bị say sóng đâu mọi người nhá. Không bị say đâu. Để cho những ai sợ say mùi nước hoa, những em này chắc không bị say nha mọi người. Cả hai em này thì mình đều không bị say. Và nếu mà em này thì mình sẽ chấm 8 điểm, nhỉnh hơn em này một điểm. Tại vì mình nghĩ là chắc chắn là xịt cái dạng nước này thì ra đường thì ai cũng sẽ ngửi thấy rồi. Và cái packaging của nó cũng khá là đẹp. Và mùi này là mùi Jenny Big nữa. À, cả hai đều là Jenny, đều rất là thích mà. Nhưng mà mình sẽ cho cái này 8 điểm. Và cái này, à cái này 8 điểm, cái này 7 điểm nha mọi người. Xong, vậy là kết thúc màn unboxing nước hoa Jenny Blackpink sử dụng ngày hôm nay. Thì trong hai em này thì mọi người thích em nào hơn? Và mọi người có muốn pick những cái sản phẩm như thế này của Jenny sử dụng không? Thì hãy cho mình biết với nhé. Giờ thì bye bye.